Mình chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi bắt dế đó các bạn. Mình phát hiện một cái chỗ có dế nè bạn, với lại mình tranh thủ cái ngày nghỉ lễ nè bạn, mình đi bắt dế cho bạn xem. Đây chỗ mình nãy mình nghe cái dế gáy nè, trong cái khu đất nha các bạn, thấy không, có cỏ nè đó. Nhưng mà giờ nãy mình nghe nó gáy mà mình đi vô đây mình không nghe nó gáy nữa các bạn. Đó thì khu đất này các bạn đó, giờ thì mình ngồi đây mình gần thử coi có dế gáy mình bắt cho bạn xem ha. Bên này mình ơi, mình ngủ quên mình dậy hơi trễ bạn, chắc là 6 giờ rồi. Đây nè các bạn, khu đất này nè các bạn. Nãy mình chạy ngang xe cái mình thấy này, sát bên lề đường luôn các bạn, có miếng đất trống nè, mình nghe trong đây có dế gáy nè, mình vô đây nè các bạn. Đó trong đây nè các bạn. Đó rồi giờ thì mình ngồi đây mình rình phải có dế nào gáy mình bắt, mình quay cho các bạn xem nha. Đó nãy thì con ở đâu đây nó đang gáy nè các bạn, mà mình đi tới thì nó ngưng gáy các bạn. Ở đây nè, cái dế này khá nhát luôn các bạn, mình tìm thử coi nha. Đang nghi ngờ đầu dưới miếng dán này nha các bạn. Ủa mày ơi, chạy đâu rồi, chạy nè, trống rồi hả? Ủa dưới máy trống rồi, để dưới máy nữa các bạn. Đi đi cầm cầm dưới cho ba. Đi rồi, trống chạy đâu rồi, đây nè, đây nè các bạn, đây dưới trống nè các bạn, dưới dầu nha nè, hai gâu dài luôn nè các bạn, khá đẹp luôn nè các bạn. Ở dưới còn dưới máy này nhóc mình nó cầm nè, mọi cái hũ á, tiên mở hũ á tiên, đây nè khá đẹp luôn nha các bạn. Đây một con nha, bỏ vô coi tiên, bỏ vô đây hai con đang bắt, xét lại đường tiếng có tiếng xe chạy các bạn nghe, các bạn thông cảm nhìn nha. Ở đây một hai cặp, hai một cặp đầu tiên nha các bạn, đây nè khá đẹp luôn nha các bạn, nó gáy dưới đây nè. Bây giờ mình đi tiếp bắt tiếp rồi quay cho các bạn xem nữa nha. Đây nhóc mình nó dạch cho thấy con dế nè các bạn, nó kêu mình lại nè, đầu tiên đâu bắt đi chớp, trời ơi thanh niên bắt dế. Dở miếng nó, dở miếng cái tấm này ra nè các bạn, đâu đâu dưới đâu, ngồi dưới thang luôn các bạn nè, ngồi dưới thang nhìn khá đẹp luôn các bạn, hai gâu dài luôn nè. Đây chỗ này hơi tối đây nè các bạn, thấy không, đó dưới thang đó các bạn, ồ hai gâu dài nó đã lên tin. Ở đâu vậy, ồ có con này gáy nữa các bạn, dế này nhát quá các bạn, mình đi lần theo nó mà nó gáy cái bước mấy bước chân nó ngưng gáy à. Con này nhóc mình nó bắt nè các bạn, chỗ dưới đây nè, tuổi cỏ này nè, con dưới thang. Đây mình lần lên kia mình bắt nha các bạn. Đây tìm có con dế đây đi. Đó đó là gáy các bạn. Đây mình nghe đâu dưới đây nữa hả các bạn. Đây nè, này đây gáy nè. Mà mình đi tới nó ngưng gáy à, mình đang gần cái thằng nhóc mà nó kêu. Này nè các bạn, dưới miếng dán nè, miếng cái cục gạch này nè các bạn. Mình dở thử nha. Ồ, con dế. Ủa dưới máy. Dưới máy. Đây dưới máy nè các bạn, nè dưới máy nè, bắt luôn ta, bắt nó cho những bạn ta nuôi sinh sản các bạn nè, giữ luôn tiên. Còn dưới trống đâu ta, trống chạy các bạn nè, xít quá trời nè các bạn, thấy không, xít dế nè đó các bạn, thấy không, nó ở nè các bạn, thấy không nè, xít dế nè các bạn nè, thấy không, xong con dưới trống ta, để dưới trống chạy rồi. Đây cầm một đá nữa. Rồi đóng tiêu rồi. Chỗ này ồn quá bạn, mình bắt ngay chỗ lề đường. Rồi để mình đi tìm con khác nha các bạn. Chỗ này ồn quá, mình bắt đi tìm khác, mình bắt mình quay cho các bạn xem nha. Ngay chỗ này nãy có con nó gáy nè các bạn. Dế ở đây khá nhát luôn các bạn ơi. Mình đi tới nó đã ngưng gáy rồi. Qua trời cỏ quá trời luôn. Nó dạch cỏ bớt nha các bạn. Chỗ này bắt đá mà ta, có ta quá trời xe luôn bạn ơi, mình đi chỗ này. Ồ, này nè dế, này dế mất ánh sáng à, chụp đường nào bạn, đây nè dế dầu, ôi đây nè cái đầu cũng khá to rồi, đâu dài đó các bạn, nên tìm thử ở trong đây còn nữa không nha các bạn. Bãi này ok nè, dế nhiều nữa các bạn.
Ờ. Dễ chỗ này nhét quá bạn ơi. Đó, có nữa nè các bạn. Đâu rồi, đâu rồi? Đây nè. Ôi chết rồi. Đây, chạy. Chạy lẹo quá các bạn. Đâu rồi? Chạy lẹo quá. Hôm qua hôm nay cỏ nhiều quá vậy. Anh dịch cỏ rồi nha. Đây là gì? Dưới mái nè. Đây dưới mái nè các bạn. Mái nè. Thôi thả nha, nãy giờ nhiều dưới mái rồi. Đây không còn nữa không? Thiện dưới trống kia rồi, thấy mình thấy dưới trống rõ ràng luôn á. Đâu 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 đâu. Nhóc mình thấy nè. Đây. Đây nè. Bắt được rồi nè các bạn. Wow, con này cũng khá to đó các bạn. Đây nè. Con này đó các bạn thấy không? Nè. Cái hũ tin ơi. Hũ kia nãy đang đựng dưới trống kia rồi. Đây nè, một con nè các bạn. Đang con nè các bạn. Hai con luôn nha. Đây nhóc mình nó đi lấy cái hũ cái. Đó, rồi vậy bây giờ mình bỏ vô là hai con nó đá nha các bạn, hư hết, hư dế hết. Đã chưa các bạn? Hai dế dầu luôn. Đâu hũ đầu tiên. Đây nhóc mình lấy hũ lại. Ừ, hũ gì dơ quá. Hai con luôn nha các bạn, quá đã luôn. Dế này sáng nhét luôn mà đi tới là nó ngưng gáy rồi. Dịch đại luôn các bạn. Thôi anh. Bỏ cỏ vô. Cho nó mát. Đó, hai con nha các bạn. Đó, hồi giờ đi để mình đi tìm tiếp bắt anh quay cho bạn xem nữa nha. Rồi quá đã luôn nha các bạn. Đây, nhóc mình nó rình nghe đây, nó đâu nghe đâu đây gái nè các bạn. Chỗ nào đâu? Vòng đây à. Wow, cỏ nhiều quá các bạn. Giờ cỏ bớt. Đâu. Cỏ nhiều quá, nhiều khi mình chặt cho mình không để ý rồi, chạy á. Cỏ quá trời. Dịch bỏ cỏ bớt đi. Đó, có thể là trong bấm này nè các bạn. Nè. Dịch cỏ bớt đi. Để nó nhảy ra mình khó bắt. Đó. Chờ thử mấy miếng này coi. Nắng quá chói. Chói cái máy không thấy được. Đó, đây nè. Một con nữa các bạn. Dưới than nữa các bạn. Đâu hủ đầu tiên. Có còn nữa không? Nãy nghe đó nó con mình nó nghe giống như đá lộn vậy. Đó đó phải đem đó. Ủa ổ rồi, ổ rồi, ổ rồi. Nè một con nè. Đây nè. Đây một con nữa các bạn. Đi đi đi, bỏ cái hũ nó luôn đi. Dở dở đây thử coi. Cứ bỏ vô hũ này đi, từ từ. Để đi, để đi. Đó, hai con. Có nhiều khi có dưới ổ nha các bạn. Nó nghe giống như đá lộn đây các bạn. Khó này nữa nè. Cái máy. Máy bụng khá to luôn các bạn. Nè. À, dạ, dưới không có. Khó bắt rồi quá. À, dưới máy nó bụng bự các bạn. Mình thả nha. À, bụng to ghê luôn nè. Rồi thả đi. Còn nữa không? Hai con, hai chiếc trống. Cái này dưới ổ rồi. Rồi hết rồi bạn ơi. Hai con à. Không phải ổ. Hàng dưới trống rồi. Chắc nãy nó đá nó dành hàng với dành dưới máy các bạn. Hai con rồi nha các bạn. Rồi có rồi. Rồi để mình đi tìm tiếp quay cho các bạn xem nữa nha. Hai con à. Con còn nó đang gáy trong đây nè các bạn. Trong đây nè. Nó trong cái ống này nè các bạn. Nó mình không biết sao mình bắt nó ra nữa các bạn. Đó. Vì cái dù cái dàn giáo người ta xây dựng các bạn. Đó, nó gáy trong đây nè các bạn. Có lỗ rồi nè. Nãy là mình đưa con mắt vô mình thấy. Đó đó đó, mình thấy cái râu luôn các bạn. Nó trong đây nè. Mà biết sao mình bắt nó để mình kiếm cái cây dài dài mình thọt nó thử coi nha. Rồi, chân nhóc mình nó thọt cái đầu bên kia ra đây cho mình bắt nha các bạn. Đây là trong đây nè các bạn. Đó bạn nghe nó gáy không? Nó gáy bất cập trọng à. Đó, để mình chân nhóc mình đi tìm cái cây cái nha, nha. Đây mình mới tìm được cái cây nè các bạn. Đó, nhóc mình đang ngồi nè. Rồi đẩy qua đi tiên. Nè, để mình cho ghế nhảy ra mình chụp nha các bạn. Rồi đẩy vô đi. Đó, nhóc mình đang đẩy. Để dễ nhảy ra thì hết chỗ làm ổ rồi chui vô cái cây này các bạn.
Cứng quá hả? Đẩy mạnh thôi coi. Đó. Ý. Sao vậy? Đẩy mạnh lên coi. Đẩy mạnh lên coi yếu gì vậy? Trời, nhóc mình nó dở quá, đẩy nó cây không nổi bạn ơi. Đây, nhóc mình nó đẩy cây không được bạn ơi. Trong đó như nó vướng gì á. Thọt không cỏ vô. Rồi, ghế này. Càng thọt cái cây chui vô bạn. Đó đó đó. Đó bạn thấy không? Nè nè. Ôi. Móc ra được nguyên con dế. Ồ kỳ vậy. Chạy đâu rồi, chạy vô trong rồi. Ôi chạy mút mút trong luôn bạn. Để mình chút ra luôn. Tìm chút ra thử đi, nhỏ. Cầm cây chút nổi không? Đó. Đó đó đó. Đây, dưới mái còn dưới trống, trống có tít. Trống chạy vô, đây nè, dưới trống này nè. Chạy hai con nữa bạn. Mà bắt con này vất vả ra luôn các bạn. Đây. Ồ nó cắn vô cọng cỏ. Đây dưới trống nữa các bạn. Đây có hũ sẵn luôn. Ồ một cặp mà bỏ vô cái hũ nhỏ quá. Ok đẩy đi tin tin. Rồi bắt con này vất vả kìa các bạn, nằm trong đây. Rồi bây giờ mình đi tìm tiếp, mình bắt quay cho các bạn xem nữa nha. Ngay đây có con đang ghé bắt cặp nữa các bạn. Đó, con này khá vàng nữa các bạn. Đó, mình ngồi đây mình vẫn còn nghe gáy nữa các bạn. Đó, nghĩ đâu đây nha các bạn. Xét mình luôn à. Bắt luôn nha. Nghĩ đang trong cục gạch á, nên mình tìm vòng vòng á. Mình có trong cục gạch, trong không có vòng vòng này cho có trong cục gạch nha các bạn. Nè, cục gạch này có cái lỗ ống nữa các bạn thấy không? Ôi kìa, nó quậy, nó quậy cục gạch luôn. Ủa này dưới trống không à? Con dưới mái. Con này chắc nằm bên trong cục gạch nè các bạn. Đây nè, thấy hang đây nè. Còn trong cục gạch mình nghĩ là có nữa. Đây, tìm cầm con này đi. Đi nhóc mình cầm coi tìm cục gạch coi. Đây nè, thấy chưa, mình nói trong cục gạch có rồi các bạn. Đây nè. Trong cục gạch có dế nha. Đây nè. Trong đây nè, tối quá để mình ra ngoài mình chụp chút ra. Bắt luôn các bạn. Bỏ con đó vô hũ đi. Ra đây bắt tiếp nữa. Còn nữa nè. Quá trời dế luôn các bạn ơi. Còn đâu đây gái nữa nè các bạn. Nên tìm chỗ nào trống đi, chút chỗ đó cỏ không à. Qua ra đây cái mắt chó đó nè. Rồi đây. Rồi đâu đây gái nữa nè các bạn. Rồi. Đâu đây nè. Đâu đây gái nữa nè các bạn. Dễ quá trời luôn. Nên bắt con này đi, xử lý con này trước đi. Đây, ở đây trống nữa các bạn. Chút ra nha. Đó. Chụp. Ôi mai mà chỗ này trống khó bắt nữa. Đây nè. Ủa dế này to nữa bạn. Đây nè. Rồi giờ hết hũ đựng luôn các bạn ơi. Rồi. Thì chỗ đâu để nữa. Dế nó dưới mái hả tìm. Đâu đâu dưới mái đâu lại đây cho các bạn xem luôn. Đây nè dưới mái nè các bạn. Cặp luôn nè. Đó nhóc mình nó bắt dưới mái mình chụp dưới trống trước. Rồi cứ bỏ đây trước đi chú tính. Bỏ đây. Bỏ luôn bỏ dưới mái. Chặt quá. Đi kiếm hũ nào to to đi. Để bắt con này cái. À, nãy mình nghe đâu đây nữa nè các bạn. Nghe đâu đây gáy nữa nè. Có trong lỗ gạch không ta? Đây nè các bạn thấy không? Đây nè. Nè nguyên cặp luôn các bạn. Để mấy bài nghe cái mình quay cho bạn xem nha. Đây nè các bạn thấy không? Cặp dế rồi nè các bạn. Đó. Đây mắt dưới trống chứ. Giống nhìn đẹp quá, dưới trống có màu đẹp. Đây là, đây, còn dưới mái nhảy luôn kìa. Thả dưới mái đi. Này dưới mái nhiều rồi. Đây dưới trống nè các bạn. Đó. Còn nói gì nữa. Ủa giờ hết chỗ đợn đừng của mình được hai ba con vung chung của các bạn ơi. Đây nè. Đó, này nó gáy đây nè, bắt cặp đây nè các bạn. Đó. Bắt quá trời dễ luôn các bạn ơi, ổ luôn rồi. Rồi thôi, đi tìm con khác coi ha. Nếu không có dự định chắc hết hũ nữa rồi quá. Đây nè, các bạn thấy không? Ha, hai con dế trống luôn nè. Quá đã luôn. Này dễ quá trời luôn rồi. Rồi các bạn ơi, tình hình là bây giờ mình hết hũ đựng các bạn. Đó, hồi nãy mình đem theo ở nhà mình đem theo khoảng chừng nè, có 8 hũ thôi mà bây giờ mình hết hũ đựng rồi, có chỗ mình phải đựng hai con nữa các bạn. Đó, hai dế trống nè. Đó. Đây nè.
họ dí nhau đá lộn này nè các bạn thấy không. Rồi đó đó đó, họ để mình đem về để mình tách riêng nha các bạn, để đá hư dế hết các bạn ơi. Nè quá trời nè, số dế bữa nay mình bắt được nè các bạn. Chết trời con này nó dí nè các bạn thấy không. Rồi bên đây nè, quá trời nè các bạn thấy không. Nè, dí trống nè, dí mái có, dí trống có nha các bạn. Rồi dí nhau nè, chết cha. Được. Đi bắt cái con này ra để nó đá hư con này hết đi. Đó đây nè các bạn. Quá trời dế, để mình kêu nhóc mình nó bắt ra bớt. Ơi nhảy. Không có chỗ để luôn rồi. Đó. Quá trời, ngoài kia vẫn còn gáy nữa các bạn, dế khá nhiều luôn các bạn. Đó bạn nghe, ngoài kia nó gáy không đá nhau các bạn. Đó, nhưng mà mình hết chỗ hụ đựng rồi, thôi mình đi về các bạn ơi. Hôm khác mình tới đây mình bắt tiếp. Đó, quá trời luôn rồi nè. Đó. Thôi thì mình thôi xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Giờ mình đi về coi. Đó, các bạn coi, cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video tiếng hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.